Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com. Công ty của mình thì chuyên cung cấp các loại nhựa tắm, các loại nhựa cây, các loại tắm silicone, các loại tắm teflon, các loại tắm cao su, chịu dầu, chịu nhiệt. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn các loại tắm cao su mà hiện tại là công ty phân nhân đang bán. Trước tiên thì Hùng gửi cho anh chị các bạn xem hình ảnh của cao su để anh chị các bạn hình dung nó là như thế nào. Thì đây là một cái sản phẩm, đây là sản phẩm dạng tắm anh chị các bạn. Nó dẻo dai, đàn hồi, chịu lực và nó chống rung. Cái loại hàng này á thì nó có hai loại, một cái loại cao su 100% và có loại cao su có bố. Thì anh chị và các bạn cũng biết rằng là cao su á thì được trồng từ cây và được sản xuất từ cái mủ, cái nguyên liệu từ mủ của cao su đó. Thì cao su ứng dụng rất nhiều trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống của chúng ta, ví dụ như bánh xe này, làm bánh xe này, rồi một số các tấm cao su dùng trong các công nghiệp, công trình trong những nhà xưởng đó thì trải lót ở dưới những cái khu phân xưởng đó để chống rung, lót sàn đó anh chị các bạn, lót sàn trong những cái xưởng cơ khí để chống rung, để giảm chấn. Thì cái loại cao su này á, thì hiện tại là phân nhân đang có hai loại, một cái loại cao su có bố và một cái loại cao su không bố. Thì cao su không bố thì nó 100% cao su, nó dẻo dai, đàn hồi. Và một cái loại cao su có bố thì phía trong của cái tấm cao su á, thì nó có những cái lớp lưới bố thì nó đang dạng như vậy đó, thì người ta sẽ một cái lớp cao su bên ngoài. Thì khi chúng ta cắt cái lớp cao su ra thì chúng ta nhìn thấy là có mấy lớp bố, cái mục đích của cao su bố là làm cho cái tấm cao su khả năng chịu lực dẻo dai hơn. Thường thường cao su có bố thì người ta thường dùng để làm băng tải, thường dùng để làm những cái băng chuyền trong các hệ thống băng chuyền của các nhà máy xí nghiệp. Thì cái loại hàng này á là chúng tôi có rất nhiều xuất xứ từ Việt Nam, xuất xứ từ Trung Quốc, xuất xứ từ Hàn Quốc và xuất xứ từ Nhật. Cao su Việt Nam á thì cái mức độ mà dẻo dai đàn hồi của nó không bằng cao su Nhật. Mà cao su Nhật á thì thường thường là nó chịu dầu nè, chịu nhiệt nè, nó dẻo dai đàn hồi. Bên cạnh đó thì khi cái lợi thế nó nhiều hơn thì cái giá tiền nó cũng khác nhau. Thì cái loại hàng này á thì cái khổ rộng của cao su á thì chúng tôi có từ 1 m, 1 m 2, 1 m 5. Độ dày của cao su mà chúng tôi đang bán đó là từ 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12, 14, 16 tới 30 mm, và chúng tôi tới 50 mm. Phân nhân thì chúng tôi bán theo khổ, anh chị các bạn cần mua, ví dụ như quy cách của anh chị các bạn bao nhiêu thì chúng tôi sẽ báo giá và chúng tôi sẽ làm thành đơn như anh chị các bạn yêu cầu về cái đơn hàng đó. Nói như vậy có nghĩa là cái quy cách của anh chị, cái khổ của cao su của anh chị cần là ví dụ như là nửa mét đi chẳng hạn thì chúng tôi sẽ báo giá theo nửa mét, và anh chị các bạn mua theo mét thì chúng tôi sẽ bán theo mét tới. Thì cái hàng này nó quấn thành cuộn và nó nặng anh chị các bạn. Trọng lượng riêng của cái loại cao su này là 2.0 nên nó nặng. Thì khi mà mua cái hàng này anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể như sau. Có nghĩa là anh chị các bạn đang cần tấm cao su, tấm cao su đó là cao su 100% cao su hay là cao su có bố. Cao su có bố thì là cao su bao nhiêu lớp bố, có nghĩa là độ dày của cao su bố đó bao nhiêu mili và nó cao su bao nhiêu lớp bố, và cái khổ rộng của nó bao nhiêu và chiều dài anh chị cần bao nhiêu mét, thì công ty chúng tôi sẽ dựa trên cái thông tin anh chị các bạn đưa và chúng tôi sẽ gửi cho anh chị các bạn báo giá một cách cụ thể. Đó là những cái thông tin về cái loại cao su. Thường thường thì cao su này nó có hai màu, cao su đen và cao su trắng. Thì hôm trước mình có review cái loại cao su trắng rồi, anh chị các bạn có thể tìm coi review lại từ cái kênh vật tư phân nhân.com để anh chị biết cái thông tin và thấy được cái chất liệu cũng như cái màu của cái cao su trắng nó như thế nào.
Đó là những cái thông tin mà cái loại cao su mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và để lại cho chúng tôi những cái thông tin cụ thể rõ ràng một cái đơn hàng anh chị các bạn cần mua. Công ty chúng tôi sẽ nhận được những cái thông tin đó và sẽ báo giá ngay. Đồng thời những cái hàng này á, khi anh chị các bạn chốt sale, chốt đơn hàng thì chúng tôi sẽ cắt hàng và có thể giao hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.